Cuộc đời ca sĩ Mai Thiên Vân, từ tuổi thơ xa mẹ đến đột phá nhờ Quang Lê, Mai Thiên Vân hiếm hoi trải lòng tuổi thơ thiếu tình thương, bắt đầu cuộc sống xứ người chỉ với vài trăm USD đến xây cơ ngơi khủng khiến MC Thúy Nga cũng chẳng ngợp. Ca sĩ Mai Thiên Vân, tên thật Mai Thị Hậu là người con xứ rửa Bến Tre, xuất hiện tại gõ cửa thăm nhà tập 105, ca sĩ Mai Thiên Vân khiến MC Thúy Nga liên tục choáng ngợp với cơ ngơi hiện tại. Nữ ca sĩ tiết lộ quá khứ thiêu thốn tình thương của mẹ với nhiều hình ảnh ám ảnh mãn nguyện với cuộc sống hiện tại và khao khát cống hiến cho nghệ thuật. Trải lòng hành trình từ cô gái quên nhút nhát đến ngôi sao chữ tình vạn người mê Mai Thiên Vân may mắn sở hữu năng khiếu hát ngay từ nhỏ, năm 13 tuổi đạt giải thi hát cao ở cuộc thi cấp huyện, đam mê ca hát, nữ ca sĩ chăm chỉ tham gia các cuộc thi và luôn tạo ấn tượng tốt với khán giả và giám khảo, nhưng đáng tiếc lại chưa đủ để đưa cô trở thành ngôi sao. Năm 2002, tôi đi thi tiếng hát truyền hình đạt giải 4, thì tiếng hát phát thanh của đài đạt giải nhất và tôi cũng tham gia nhiều cuộc thi khác. Sau này tôi gặp lại nhiều anh chị em nghệ sĩ ai cũng nói đã coi và biết tôi. Chị Minh Tiết cũng kể lại ngày đó chị cầm ly và ba cũng theo dõi và chấm tôi nữa. Mà đậu thì đậu vậy thôi chứ không có người đỡ đầu phía sau cũng như không. Cô nói, sau khi học xong 4 năm sư phạm ngành âm nhạc, Mai Thiên Vân ra trường đi dạy, thỉnh thoảng được mời đi hát và thu âm. Cô được khán giả biết về mảng thu âm nhiều hơn. Nữ ca sĩ tiết lộ bản thân là người hát nhạc phim hương phù sa bài sóng tình nhưng không được nhiều người biết đến. Ngày mới đi hát, Mai Thiên Vân còn nhút nhát, chưa trao chuốt nhiều về ngoại hình và cách diễn. Sau này được ca sĩ Quang Lê định hướng dẫn dần dần mà trở nên tiến bộ, hoàn thiện hình ảnh hơn trong mắt khán giả. Tuổi thơ thiếu tình thương của mẹ và những hình ảnh đau lòng khó quên, ít chia sẻ với gia đình. Tại chương trình cũng là lần hiếm hoi Mai Thiên Vân nhắc về người mẹ quá cố, với tâm trạng đầy tâm sự. Nữ ca sĩ tiết lộ từng có khoảng thời gian mẹ đi lập nghiệp xa khi cô chỉ 14 tuổi, tôi nhớ hoài cảnh ông xe ôm chở mẹ ra bến xe, tôi khóc và nằm vạ. Ngày đó, mỗi lần nhìn thấy ông xe ôm là tôi không thích, lâu lâu có người hỏi tôi có nhớ mẹ không, tôi cũng không thích ai hỏi câu đó vì nó rất khó trả lời. Tôi ở xa nên tình cảm đâu có gắn bó với mẹ nhiều, để nói nhớ thì không hẳn mà không nhớ thì không phải. Sau này lớn lên tôi mới nhận ra không được ở với mẹ khiến mình thiếu nhiều kỹ năng, thiếu sự âu yếm nó khiến mình trở thành đứa trẻ không ấm áp như những đứa trẻ khác cô nói ngày đó phương tiện đi lại khó khăn mẹ con xa nhau một năm thì chỉ có hai tháng là gần gũi đến khi mẹ mai thiên vân phát hiện bị sơ gan cổ trướng đó là khoảng thời gian khó khăn với cả gia đình vì không đủ tiền chạy chữa thuốc cho mẹ những ngày cuối đời mẹ mai thiên vân âm thầm dùng những hành động để bày tỏ tình mẫu tử điều mẹ nữ ca sĩ chăn trở nhất đó là sợ cô hiền quá đi lấy chồng bị ăn hiếp khi sinh con không có mẹ ruột bên cạnh chăm nom tuổi thơ của tôi không giàu có, dư giả như người ta nhưng bình an. Hình ảnh tôi nhớ hoài là khi mẹ sắp mất, không muốn thấy nhưng tập đối diện. Nữ ca sĩ bày tỏ, chân ướt chân giáo qua xứ người. Gần 20 năm sau sở hữu cuộc sống viên mãn bao người ghen tị, chia sẻ về hành trình với MC Thúy Nga. Mai Thiên Vân cảm thấy bản thân rất may mắn dù còn nhiều khó khăn về tài chính. Hiện tại, Mai Thiên Vân đang sống cùng chồng và con gái 3 tuổi, cô dành nhiều thời gian để chăm sóc con nhưng cũng chưa bao giờ ngừng đam mê nghệ thuật. Với ca sĩ Mai Thiên Vân, cuộc sống hiện tại đã đủ khiến cô mãn nguyện, tôi quá vô tư và sống đơn giản, cũng không mong cầu gì hơn. Tôi có một gia đình êm ấm, vẫn còn được khán giả yêu thương, đó là hạnh phúc rồi. Ước nguyện của tôi là thu những bài hát ngày xưa, những bài thánh ca để giữ tiếng hát của mình. Ca sĩ Mai Thiên Vân nổi tiếng với dòng nhạc quê hương và trữ tình và cũng là ca sĩ độc quyền của Trung tâm Thúy Nga từ lúc cô sang Hải ngoại năm 2007 cho đến năm 2019. Khi còn ở trong nước, Mai Thiên Vân đi hát với nghệ danh Mai Hậu, sở hữu chất giọng rất đặc biệt và ngọt ngào. Cô đã được đánh giá cao khi hát phòng trà ở trong nước, tuy nhiên vào lúc đó cô không có thế mạnh về ngoại hình nên tên tuổi của cô chưa bao giờ thật sự nổi trội, chỉ khi sang Hải ngoại và được Trung tâm Thúy Nga lăng xê mạnh mẽ, Mai Hậu đổi nghệ danh thành Mai Thiên Vân đã vụt sáng đặc biệt được yêu thích khi hát song ca cùng Quang Lê Mai Thiên Vân khi còn ở trong nước với nghệ danh Mai hậu ca sĩ Mai Thiên Vân tên thật là Mai Thị hậu sinh năm 1982 trong một gia đình công giáo nghèo tại tỉnh Bến Tre Việt Nam. Thở nhỏ cô đã sinh hoạt ca đoàn ở nhà thờ. Cô được các nữ tu công giáo dạy hát thành ca. Ngoài việc hát lễ cho các thành lễ trong nhà thờ, cô cũng đi hát cho lễ hôn phối và đám cưới để kiếm thêm tiền. Ngoài ra Mai Thiên Vân cũng tham dự nhiều cuộc thi ca hát. Tiền thưởng nhận được cô đều để dành tiền đóng tiền học và mua sách vở. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Mai Thiên Vân theo học chuyên ngành âm nhạc tại trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3 tại Sài Gòn. Ở đây, giọng hát ngọt ngào của cô được phát huy và nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi nhà trường khi cô đoạt giải cao nhất trong cuộc thi tiếng hát dân ca do quận 10 tổ chức và được câu lạc bộ chuyên về dân ca chim quyền kết nạp làm thành viên. Từ quận 10, cô sang quận 1 thi và cũng đoạt luôn giải A tiếng hát dân ca quận 1. Ngay sau đó, Cô ghi danh thi tiếng hát truyền hình HTV và đoạt giải tư ngay lần đầu tham dự năm 2002. Trong cuộc thi này, Mai Thị Hậu đã chinh phục được đông đảo khán tính giả với chất giọng ngọt ngào hiếm có khi hát hai ca khúc mang âm hưởng dân ca khúc hát người đi khai hoang, Lưu Nhất Vũ, Lê Giang và Đau Xót Lý Chim Quyên, Phú Đức Sao Biển. Xem bài khắc vĩnh biệt nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn tình bạn của hai nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy qua lời kể của họa sĩ Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao ngoài việc dạy học thêm cô ca sĩ có nghệ danh là mai hậu còn kiếm thêm thu nhập bằng cách hát những sáng tác mới của các nhạc sĩ từ đó cô đã là một gương mặt quen thuộc của nhiều phòng thu sản xuất băng đĩa như sài gòn audio hãng phim trẻ phương nam phim và vô số các phòng thu lẻ khác thu nhập từ nghề ca sĩ gấp cả chục lần lương giáo viên nên đời sống của cô trở nên khá hơn và có thể giúp đỡ được gia đình tại việt nam ca sĩ mai hậu được yêu thích với nhiều bài dân ca thánh ca với giọng hát rất ngọt ngào ngoài hát trên cd khán giả thường thấy cô hát ở phòng trà, nhiều nhất ở ở phòng trà ân nam trên đường Trương Định. Tuy nhiên tên tuổi của cô không bao giờ nổi bật lên được, cho đến khi cô gia nhập làng nhạc hải ngoại vào thời điểm thị trường âm nhạc vẫn còn sôi động. Sau khi định cư tại Hoa Kỳ, một người bạn đã giới thiệu cô với Trung tâm Thúy Nga và cô được ông Tô Văn Lai mới hát thử cho Trung tâm và được mời cộng tác với nghệ danh mới là Mai Thiên Vân. Bài hát đầu tiên mà Mai Thiên Vân hát trên sân khấu Paris By Night là Nước Non Ngàn Dặm ra đi song ca cùng Quang Lê năm 2007. Thời gian sau đó, sự kết hợp của đôi song ca Quang Lê Mai Thiên Vân ăn ý đến nỗi nhiều người đồn họ là một cặp ngoài đời. Có thể nói việc Thúy Nga giới thiệu được giọt ca ngọt ngào như Mai Thiên Vân như là một sự tiếp nối xứng đáng các giọng ca nữ nổi tiếng khác của Thúy Nga trước đó là Như Quỳnh, Phương Diễm Hạnh, Hương Thủy. Nói về việc được hợp tác cùng Thúy Nga và tên tuổi trở nên vụt sáng mai thiên vân gọi đó là thiên thời địa lợi nhân hòa để cô được bén duyên cùng trung tâm thúy nga khi mới vừa đặt chân đến mỹ mai thiên vân nói đó cũng là nhờ vào cái duyên thiên thời địa lợi vân đến nước mỹ vào đúng lúc đúng thời gian đúng thời điểm và đúng cơ hội lúc ở việt nam tính của vân hơi nhát việc xã giao của không rộng rãi chỉ hát ở phòng trà phạm vi chưa quá lớn khi hát ở phòng trà có rất nhiều thính giả là việt kiều nghe và biết vân rồi và kể cả họ nhờ thu băng sáng tác những bài hát vân thu âm qua một số nhạc sĩ cũng ở nước ngoài vân đã cộng tác như vậy rồi sau đó từ từ người ta biết rồi giới thiệu cho trung tâm thúy nga và cái duyên đó đến với mai thiên vân như một định mệnh nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân trên sân khấu thúy nga may mắn được chọn hát chung với quang lê người về sau này đã thành một cặp rất an ý với mình mai thiên vân nhớ lại duyên đầu tiên và cũng là dấu ấn đầu tiên vân xuất hiện trên sân khấu pa Bai nai Khán giả nhớ nhiều nhất đó là bài hát Nước non ngàn dặm ra đi. Đang Gia Vân sẽ hát một bài hát đơn ca một mình. Quang Lê được giao hát một mình bài này. Cũng rất là bất ngờ khi Lê hát một mình, thì Lê thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Mà lúc đó thực sự Vân là ca sĩ mới, tức là Lê cũng đâu có biết Vân gì nhiều đâu. Lê thấy thiếu một giọng soprano, một giọng nữ cao. Trung tâm và Lê sực nhớ ra ca sĩ mới này và thử coi. Khi Vân hát lên thì thấy hợp. Ít khi nào mà một ca sĩ mới và được hát chung với một người nổi tiếng, cho nên Vân thấy đó là một cái duyên. Do vậy, cảm ơn Trung Tâm và Quang Lê. Click để nghe những ca khúc Mai Thiên Vân hát tại Thúy Nga với hướng đi chủ đạo là dòng nhạc quê hương và trữ tình, sở hữu chất giọng mềm mại, nhẹ nhàng nhưng không kém phần cao vút. Mai Thiên Vân đã trở thành một trong những ca sĩ chính của Trung Tâm Thúy Nga từ đó cho đến năm 2019. Với chương trình Paji by Night, cuối cùng cô tham gia là Paji by Night 130 in Singapore, Glamour. Mai Thiên Vân kết hôn vào ngày 18 tháng 8 năm 2016 với một người là nhân viên của Trung tâm Thúy Nga, là con của cố nghệ sĩ Thanh Lan và ông Cao Xuân Vĩ. Hiện nay, Mai Thiên Vân đã rời khỏi Trung tâm Thúy Nga và hoạt động nghệ thuật độc lập.